Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Dương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An về công tác chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn được tăng cường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được thực hiện tốt. Tình hình tư tưởng trong đảng bộ luôn ổn định, cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, điều hành của nhà nước. Báo cáo với đoàn công tác, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040. Tiếp tục bố trí vốn cho địa phương để đầu tư các dự án mang tính trọng điểm trên địa bàn như đường ven sông Sài Gòn, khu trung tâm chính trị hành chính tập trung của thành phố, các khu tái định cư, tạo cơ chế chính sách thông thoáng xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác nâng cấp, chỉnh trang phát triển đô thị Thuận An và định hướng phát triển chợ Lái Thiêu, kế hoạch khắc phục điểm ngập úng trên tuyến đường quốc lộ 13.